Em nhé. Bây giờ mình viết một cuốn sách tầm độ 50 trang thôi, nhưng mà cũng chủ đề nó tương tự như này. Đấy, thì đầu tiên mình bảo là gì ạ? Hãy tóm tắt. Đây, mình làm cái phần mới đi. Hãy tóm tắt giúp tôi. Đấy. Cuốn sách Life Print. Đấy. Của tác giả Rick Chat Unger. Đấy. Thành các ý chính. Đây, cuốn sách Life Print của tác giả Richard Unger tập trung vào việc khai phá dấu vân tay và những thông tin quan trọng chúng mang lại về bản tính và tiềm năng của mỗi con người. Dưới đây các ý chính. Vân tay là cách để xác định những khía cạnh của bản tính của mỗi người, bao gồm tài năng, khả năng và sự thành công trong cuộc sống. Mỗi ngón tay trên bàn tay chúng ta đại diện cho một khía cạnh cụ thể của bản tính và tiềm năng của chúng ta. Ví dụ như sự sáng tạo, sự kiên nhẫn, sự tâm linh và trí tuệ. Sự khác biệt về hình dạng và kích thước của các ngón tay và các đường vân trên chúng có ý nghĩa riêng, và tất cả đều đóng góp vào bản tính của mỗi người. Bằng cách hiểu rõ hơn về dấu vân tay và cách chúng ảnh hưởng đến cuộc sống chúng ta có thể tìm ra để phát triển và sử dụng tối đa tiềm năng của chúng, chuộc của chúng ta. Đấy, cuốn sách là cung cấp cho người đọc một số bài kiểm tra và thử nghiệm đơn giản để giúp họ hiểu rõ hơn về bản tính và tiềm năng thông qua những dấu vân tay. Ok. Thì bây giờ mình sẽ dựa trên cuốn sách này để mình viết cuốn sách của mình. Ok không? Nhá. Đấy, thế thì mình sẽ nói rằng là gì ạ? À, để xem nào. Nó có cái mục lục. Rồi. Đấy. Liệt kê cho tôi mục lục cuốn sách trên. Không biết nó có mục lục, biết mục lục cuốn sách này không? Ôi đúng luôn này. Kinh nhờ. Dịch ra tiếng Việt. Anh chị em có đồng ý là khi mà đọc sách thì đầu tiên nó bao giờ mình đọc cái mục lục không? Nha. Yes. Đọc mục lục phát là mình biết là trong cuốn sách nó có những cái chủ đề gì. Rồi. Hệ thống phân tích đường vân tay trên đầu ngón tay. Xác mục đích sống, bài học cuộc sống và xác định tâm lý. Mục đích sống, thằng này có mục đích sống không? Không thấy ghi mục đích sống. Sứ mệnh này, sứ mệnh trong cuộc sống này. Sứ mệnh trong cuộc sống này. Trường học bản thân. Thằng này nó có trường học, trường dịch vụ. Trường dịch vụ. Trường học trong cuộc sống đây, trường học cuộc sống này. Đấy, trường học trong cuộc sống. Đấy. Rồi, cuốn sách này nó viết khá là sâu và nó đi về thiên về nghiên cứu. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy một cái chủ đề ở trong một phần của cuốn sách này thôi, mình viết lại thành cuốn sách của mình. Ok không? Ok. Nó sẽ có những phần là đọc vân tay, hệ thống phân tích vân tay, đọc vân tay, được chưa? Cái thứ hai là sứ mệnh trong cuộc sống, sử dụng các cái kiến thức về vân tay để mà đưa ra những cái sứ mệnh trong cuộc sống, đúng không? Bài học trong cuộc sống, trường học cuộc sống, tài năng cuộc sống, con đường cuộc sống, đấy. Thì bây giờ mình chỉ cần viết một trong số cái này thôi, mình có thể viết thành gì ạ? 4 đến 5 cuốn sách khác nhau, mỗi cuốn sách nhỏ. Thế tự nhiên mình lại thành một bộ sách. Từ một cuốn sách này mình viết thành một bộ sách luôn. Đấy, và nó vẫn độc đáo nha, nó vẫn là gì ạ? Nó là duy nhất, nó không bị trùng. Mình chỉ lấy cái tiêu đề thôi. Được chưa? Bây giờ mình viết cuốn sách mà hướng dẫn đọc vân tay ấy thì nó bình thường quá, nhiều người viết quá. Bây giờ mình viết cái cuốn sách mà ứng dụng hay là áp dụng cái việc mà đọc cái vân tay đấy vào trong từng lĩnh vực đi.
Ok không không? Dạ ok ạ. Ừ. Thì bây giờ mình thử chọn đi. Mình chọn một cái chủ đề nào đó về 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 ứng dụng vân tay để trở thành bài học cuộc sống, hay là trường học cuộc sống, hay là tài năng trong cuộc sống, hay là con đường cuộc sống, hay là cái gì đó. Đấy. Các kiểu đường vân tay trên đầu ngón tay nó chỉ là phụ lục thôi. Đấy, tức là bây giờ mình liệt kê ra là trên vân tay này có loại A, loại B, loại C này, loại đại bàng, loại nước, loại núi, loại chủng này chủng kia, thì đấy là cái phụ lục thôi. Bởi vì bây giờ cái đấy nó không ai viết sách về cái đấy nữa, bởi vì nó quá nhiều rồi. Đúng không? Mình viết sách mà mình liệt kê các cái loại ABC đấy thì nó là dạng cơ bản này. Đúng không em? Dạ, Mà bây giờ viết mình biết về những cái chủ đề, nhất là ứng dụng sinh trắc vân tay trong việc nuôi dạy con này, hay là ừ trong cái đấy cuộc đúng sống rồi, vợ chồng, ờ đúng rồi, cái kiểu kiểu hay vậy, là trong việc mình phát triển bản thân. ờ đúng rồi, kiểu kiểu vậy đấy, đúng không đấy, hoặc là định Hay là hướng trong doanh nghiệp. đúng rồi, trong doanh nghiệp ví dụ như là mình tuyển chọn nhân tài này, tuyển dụng này, Dạ, đúng không, dạ đúng, tuyển dạ dụng, đúng ạ. tuyển dụng mà biết à thằng này núi cho làm về về kỹ thuật, cho nó vào làm kế toán, kiểu kiểu vậy đúng không, thằng này là gọi là gì ạ, là WS thì cho nó đi kinh doanh, kiểu kiểu vậy, WD thì cho nó làm quản lý, kiểu kiểu thế đúng không em? Chính xác. Dạ, tầm quan trọng của sinh trắc vân tay trong việc ứng dụng vào các cái đối tượng khác nhau đấy. Ừ rồi, ừ Hay như vậy thì mình có thể, lúc nào mình cũng phải chia sẻ về lịch sử cũng như là cho người ta biết qua về sinh trắc vân tay, chứ không mình ok, ứng dụng. cái đấy là nội dung bên trong, từ từ đã, mình lấy cái chủ đề đã, đúng không, từ từ mình lấy chủ đề đã, thì vừa rồi em nghĩ về cái chủ đề gì, thử 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 nói xem nào. Đầu Đấy. tiên đó là ứng dụng sinh trắc vân tay vào việc nuôi dạy con này Ừ cho trẻ em rồi, này. từ 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 Thứ từng hai cái là một, nuôi từng dạy. cái một, làm từng cái một thôi nha. Đấy rồi, cho tôi ý tưởng, tiêu đề sách, cho tôi 5 ý tưởng, 5 ý tưởng tiêu đề sách về chủ đề ứng dụng sinh trắc vân tay trong việc nuôi dạy con, đúng không? Dạ. Đây có phải là cái chủ đề em đang quan tâm không? Cảm ơn ạ. Và theo em là mọi người có quan tâm không? Rất rất quan tâm ạ. Rồi, nó cho em cái tiêu đề sách này, sinh trắc vân tay khám phá bản tính và tiềm năng con bạn để nuôi dạy một cách tối ưu. Đọc vân tay của con bạn mở ra khả năng phát triển tối đa và thành công trong cuộc sống. Đấy, sinh trắc vân tay công nghệ giúp bạn hiểu sâu hơn về con và phát triển tiềm năng của họ. Đấy, tìm hiểu con bạn qua sinh trắc vân tay. Đấy, bí quyết giúp cha mẹ nuôi dạy con thông minh và đáng yêu. À, cái này có vẻ hay đấy. Sinh trắc vân tay khám phá Thêm một bản tính cái được. ý nữa là anh ơi, thêm một cái ý nữa là mình có thể để gắn kết cái mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái thông qua cái việc mình thấu hiểu về tính cách của con ạ. Rồi, ứng dụng sinh trắc vân tay trong việc nuôi dạy con để làm gì? Để mình có thể thiết lập các mối quan hệ với con trở nên thân thiết hơn, hạnh phúc hơn. Cái đấy là phần nội dung bên trong, kiểu gì trong nội dung nó sẽ có cái phần đấy nhá, Cảm ơn. kiểu gì trong đấy nó cũng có, bởi vì hiểu để làm gì, hiểu để có những cái thứ như thế, đúng không đấy, nhưng mà quan trọng là cái tiêu đề mình ngắn gọn thôi đấy. Viết lại cho tôi 5 tiêu đề sách ngắn gọn này, xúc tích này đấy, mà thật độc đáo, ừ, và gì ạ, và thu hút, nuôi dạy con thông minh hơn, tức là cái đánh vào nỗi đau của những cái người cha mẹ, tức là gì ạ, muốn con thông minh đúng không đấy, hoặc là khám phá tiềm năng độc đáo của con, đấy cũng là một cái nhu cầu của bố mẹ đấy, tìm hiểu bản tính của con, rất nhiều bố mẹ muốn hiểu cái bản tính của con đúng không, để nuôi dạy con thành công, hiểu con để kết nối với con để làm gì, để cuối cùng là mong muốn con mình thành công, muốn con mình thông minh đúng không. Con bạn sẽ thành công như thế nào, khám phá qua sinh trắc vân tay, tức là ở đây á nó đã nghĩ ra được cái gì ạ, cái nhu cầu của bố mẹ rồi,
Được chưa? Xin chắc vân tay bí quyết nuôi dạy con thông minh, đáng yêu và hạnh phúc. Đây chính là những cái mong muốn của bố mẹ khi mà nuôi dưỡng một đứa con, đúng không? Và xin chắc vân tay nó là một cái công cụ, nó là một giải pháp để cho mình, để cho các cái bố mẹ đạt được cái điều họ muốn. Thì mình phải nói về cái thứ mà khách hàng muốn. Hiểu chỗ này không? Đúng không? Đấy, thì họ muốn là cái gì cuối cùng, không phải là xin chắc vân tay. Họ cũng không phải là muốn hiểu con, mà họ muốn con họ phát triển được thông minh, hạnh phúc và thành công. Đúng chưa? Đấy. Rồi. Thế thì nếu mà mình chưa cảm thấy hài lòng với những cái đề mục này thì mình sẽ yêu cầu nó viết tiếp các đề mục và dựa trên cái gợi ý của mình. Được chưa? Đấy. Đấy. Cho tôi 5 tiêu đề sách về chủ đề sinh chắc vân tay để trong nuôi dạy con, để giúp con để thấu hiểu và định hướng, đấy, giúp con thành công, thông minh, hạnh phúc. Con bạn sẽ trở thành ai? Đặt một câu hỏi luôn, kinh chưa? Xin chắc vân tay. Khám phá tài năng độc đáo của con để giúp con được thành công hạnh phúc trong cuộc sống. Tìm hiểu bản tính của con, xin coi xin chắc vân tay. Bí quyết giúp cha mẹ hiểu sâu hơn về con và xây dựng tương lai tươi sáng hơn cho con. Nào, em có chọn được, em có hài lòng với một cái tiêu đề sách nào đó không? Có rõ ràng luôn ạ. Có cái nào mà em thích nhất trong 5 cái này hoặc là 5 cái trên? Hoặc là 5 cái trên? Hoặc là 5 cái dưới? Mình sẽ có tiêu đề chính và tiêu đề phụ. Ví dụ tiêu đề chính là đi sâu vào tâm lý qua sinh chắc vân tay, hoặc là sinh chắc vân tay công nghệ giúp cha mẹ thấu hiểu con. Đấy, hoặc là em nghĩ là cái tiêu đề số 1 đó anh, phần 2 á, đi sâu vào tâm lý đây con gì? Qua sinh chắc vân tay, tại vì ba mẹ nào cũng mong muốn con thành công, thông minh và hạnh phúc hết ạ. Đúng chưa? Dạ đúng. Rồi, ok, mình sẽ tập trung vào cái tiêu đề sách này nhá. Đi sâu vào tâm lý con qua sinh chắc vân tay, đúng không? Ok chưa? Rồi, mình sẽ tạo cho tôi thêm 5 phiên bản nữa của tiêu đề sách số 1. Sinh chắc vân tay, hiểu rõ bản tính và tiềm năng của con, khám phá tiềm năng của con qua sinh chắc vân tay, hiểu con qua vân tay, sinh chắc vân tay giải mã bí ẩn bản tính con để nuôi dạy, khám phá bản tính độc đáo của con qua sinh chắc vân tay. Tức là mình lại có thêm những cái ý tưởng nữa để nó tạo ra được một cái tiêu đề nó thu hút, nó hấp dẫn và nó độc đáo. Bởi vì cái tiêu đề cuốn sách đóng góp rất nhiều vào thành công của cuốn sách. Cho nên tại sao mà Huy dành rất nhiều thời gian để mà hỗ trợ anh chị em tìm ra được cái tiêu đề cuốn sách. Cực kỳ quan trọng nhé. Đúng không ạ? Có cuốn sách người ta, mình vào siêu thị hoặc vào trong bookstore hoặc lên Amazon có rất nhiều cuốn sách. Tại sao mình lại mua cuốn sách này? Đấy, bởi vì sao ạ? Bởi vì cái tiêu đề của nó hấp dẫn. Mình đâu biết lúc mua sách, mình đâu biết nội dung nó như nào đâu. Đúng không ạ? Đấy, thì là cái tiêu đề cực kỳ quan trọng. Rồi, trong số các cái này thì em có thể lấy một cái tiêu đề, sau đó mình có thể điều chỉnh lại nhé. Mình có thể điều chỉnh lại thì đấy mới là con người. Đó, ok không nhỉ? Không nhất thiết là mình phải lấy nguyên si của nó. Rồi, em có ý tưởng nào không? Khám phá tiềm năng của con qua sinh chắc vân tay, bí quyết giúp cha mẹ định hướng con phát triển toàn diện và thành công. Cái này... với cái này thì anh chị em thích cái nào hơn? Bây giờ mình hỏi những người ở trong Zoom này, anh chị em trong Zoom nhé,
giúp Huy lựa chọn hai cái phương án. Phương án 1 là cái đi sâu vào tâm lý của con. Phương án 2 đó là gì ạ? Khám phá tiềm năng sinh trắc vân tay để giúp bí quyết giúp cha mẹ định hướng con phát triển toàn toàn diện và thành công. Anh chị em chọn phương án 1 hay phương án 2? Ở đây ấy, là mình viết sách mình phải dựa vào gì ạ? Dựa vào số số đông, tức là dựa vào thị trường. Thì ở đây có 31 người, 30 người thì nó là một cái thị trường nhỏ. Được chưa ạ? Anh chị em thử đọc cái tiêu đề nào đó, anh chị em cảm thấy cái nào hay hơn, cái nào dễ hiểu hơn, cái nào mình đọc mình thích hơn. Nhiều khi mình nghĩ ấy, đấy là cái mình nghĩ thôi, nhưng mà thị trường họ nghĩ, anh chị em không cần phải đánh giá, không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần thích cái nào thì comment cái con số đấy thôi, không cần phải trả lời, không cần phải giải thích lý do tại sao mình thích. Đơn giản, người ta mua hàng người ta có cần nó có người ta có giải thích cho mình đâu, người ta có không mua hàng của mình người ta cũng có giải thích cho mình đâu. Ừ, rồi yên tâm, anh chị em cứ yên tâm. Ở đây là mình test thị trường thực tế ở đây luôn. Đấy, nha. Cứ xem, anh chị em cứ tiếp tục đấy nha, tiếp tục đưa ra ý kiến nha. Anh chị em tiếp tục đưa ra ý kiến nha. Rồi. Rồi. Huy sẽ làm thêm một cái bước nữa, đó là gì ạ? Hãy phân tích cho tôi hai tiêu đề cuốn sách sau. Đó gì ạ? Hãy đóng vai là chuyên gia về sinh trắc vân tay cho tôi lời khuyên về tiêu đề hai cuốn sách sau. Đấy. Tiêu chí đánh giá là dễ hiểu, hấp dẫn và gì ạ? Và thu hút. Được chưa? Phương án 1. Phương án 1, tiêu đề này khá dài, phức tạp, có thể khó hiểu đối với một số độc giả, đề cập đến những mục tiêu giúp cha mẹ nuôi dạy con thành công, thông minh, hạnh phúc, tuy nhiên không rõ ràng nội dung của phương hướng. Để giúp đạt được tiêu đề hấp dẫn thu hút hơn, tôi đề nghị tập trung vào một số mục tiêu chính như sau: phát hiện tiềm năng của con qua sinh trắc vân tay để nuôi dưỡng con thành công hạnh phúc. Tiêu đề 2, khám phá tiềm năng của con qua sinh trắc vân tay, bí quyết giúp cha mẹ định hướng con. Tiêu đề này tương đối dễ hiểu và xúc tích nhưng chưa thực sự thu hút độc giả. Tôi đề nghị thêm một số từ khóa hoặc cụm từ để làm cho tiêu đề thêm hấp dẫn, chẳng hạn như bí quyết phát triển tài năng độc đáo của con qua sinh trắc vân tay, hoặc khám phá tiềm năng độc đáo của con qua định hướng giúp con thành công và định hướng giúp con thành công. Ngoài ra tôi cũng đề nghị thêm một số thông tin về phương pháp và cách thực hiện để độc giả giúp hiểu hơn về nội dung cuốn sách. Rồi, như vậy theo như cái tư vấn của chuyên gia GPT thì nó có vẻ nó thiên về cái phương án 2 hơn. Rồi, bây giờ anh chị em xem lại cái gọi là trải nghiệm người dùng nhá. Đấy, số 2 có 1 2 3 4 4 người. Được không ạ? Còn số 1 nó có 1 2 người. Đấy, còn ông Toản Huỳnh thì không cho ra ý kiến, người ta hỏi một đằng thì cứ nói một nẻo. Được không ạ? Ông muốn thì ông cứ tự gì ạ? Ông cứ tự làm cái của ông đi, ông vào cái phần chat GPT ông tự làm đi. Đấy, còn ở đây anh em đang hỏi là gì ạ? Ông thích cái nào hơn thì ông cứ đưa ra ý kiến của ông đi đã. Ý kiến của ông thích cái nào ông cứ đưa đi. Còn ông muốn thì ông tự mở chat GPT của ông lên, ông tự thực hành. Đúng không ạ? Hỏi câu gì thì trả lời đúng câu đấy, người ta đang test. Còn tất nhiên là tôi đã đưa ra chat GPT đấy rồi, ông lại cứ đi dạy tôi. Ông thích ông cứ tự bỏ ra ông thực hành đi, tôi đã bảo rồi. Anh chị em là gì ạ? Là muốn hiểu được ấy, là mình mở chat GPT ra mình thực hành luôn. Đấy, đúng không? Thì đấy là cách tốt nhất. Còn
ở đây nữa thì mình làm song song ở đây nhá. Nếu như mà anh chị em nào mà tất cả anh chị em chúng ta cùng comment ấy thì nó mới ra được một cái số lượng lớn để Huy có thể là gì ạ, so sánh. Và theo như cái con số ít ở đây nhá, con số ít ở đây là có 4 người số 2 và 2 người số 1. Như vậy là số lượng người chọn số 2 nhiều gấp đôi so với số lượng người chọn số 1. Đấy, thì so với cả cái tư vấn của ChatGPT thì nó cũng đã gì ạ? Nó đã khớp rồi. Nhưng hơn nữa ChatGPT nó còn tư vấn cho mình một cái đó là gì ạ? Giúp mình đưa ra một cái tiêu đề nó rút gọn hơn và nó lại hay hơn nữa. Ví dụ như này. Thay vì là cái đoạn này thì nó rất là dài, đúng không? Thì nó bảo là gì ạ? Ngắn hơn, đó là gì ạ? Khám phá tiềm năng độc đáo của con và định hướng giúp con thành công. Thì cái này nó gì ạ? Nó ngắn gọn hơn. Đúng không nhỉ? Nó ngắn gọn hơn, chứ dài quá thì đôi khi nó cũng sẽ là một cái tiêu đề nó chưa được hấp dẫn. Ngắn gọn, hấp dẫn thì mới là khó. Ok nhá. Đấy. Rồi. Khám phá tiềm năng độc đáo của con. Đấy, khám phá tiềm năng độc đáo và giúp con định hướng thành công. Và định hướng giúp con thành công. Được chưa? Khám phá tiềm năng của con và định hướng và giúp con thành công. Và giúp con định hướng thành công. Khám phá tài năng của con, bỏ chữ độc đáo đi. Khám phá tiềm năng của con và giúp con định hướng thành công. Đấy. Và định hướng thành công. Đấy. Với sinh chắc vân tay. Khám phá tiềm năng và định hướng. Khám phá tiềm năng và định hướng giúp con thành công. Với sinh chắc vân tay. Được hơn không? Có được hơn không? Khám phá tiềm năng bẩm sinh được không thầy? Khám phá tiềm năng bẩm sinh. Ok, được. Bẩm sinh và định hướng giúp con thành công với sinh chắc vân tay. Được không? Được ạ. Ok nhé. Xong cái tiêu đề sách nhé. Dạ. Rồi. Được không anh chị em? Nếu mà anh chị em đồng ý với cái tiêu đề sách này. Đấy. Thả tim đi. Thì chúng ta là comment hoặc thả tim này. Comment là đồng ý này. Đấy. Tiêu đề sách cực kỳ quan trọng cho nên anh chị em đừng có gọi là bởi vì cái chủ đề này nó khó anh chị em ạ. Chủ đề này nó bị lẫn, cái từ khóa nó bị lẫn sang cái từ khóa khác. Đúng không ạ? Cho nên là anh chị em là chúng ta là mình phải tìm cách để lọc, nó mất thời gian nhá. Chứ còn những cái từ khóa mà nó dễ hơn thì nó sẽ dễ. Nhưng mà với quan điểm của Huy ấy là khó mà mình làm được thì dễ, làm sao ạ? Dễ thì mình búng tay là xong. Đúng chưa ạ? Bởi vì trong cái quá trình làm việc ấy, thì kiểu gì anh chị em có rất nhiều người có những cái vấn đề như thế này. Và chính những cái phòng Zoom thực chiến như ở đây ấy, thì nó mới đưa ra những cái giải pháp mà lý thuyết không bao giờ anh chị em gặp phải. Lý thuyết anh chị em thấy là gì ạ? Nó Huy làm cứ pam 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 và vào phát xong. Thế đến lúc anh em đụng vào phát anh chị em khó thế, thì có mỗi đọc đặt cái tiêu đề em còn đặt chưa xong. Mà thấy thầy làm nhanh thế. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là Huy chọn cái ngách nó dễ, anh chị em chọn cái ngách nó khó. Đúng không ạ? Và phải có những cái lúc mà mình đồng hành với nhau ở những cái case study nó khó như thế này. Được chưa ạ? Thì lúc sau mình về mình làm cái của mình nó dễ hơn. Mình thấy à, hóa ra dễ làm được. Đấy, được nhá. Ok nhá. Rồi. Tiếp theo. Xong cái tiêu đề sách cũng là một cái gọi là hay rồi. Bây giờ mình sẽ yêu cầu nó đưa ra một cái sườn bài. Được chưa? Hãy đóng vai là tác giả cuốn sách. Đóng vai là Richard Unger. Đấy. Tác giả cuốn sách Live Print. Mình bảo ông nó viết sách cho mình luôn cho nó dễ. Đấy. Cho tôi outline
outline, tức là nó là gọi là sườn ấy, sườn hay là bản thảo đấy, hay là outline đấy, cho cuốn sách có tiêu đề như sau, được chưa? Xin chào, đây là Richard Unger, rất vui được giúp đỡ bạn về việc tạo ra sườn cho cuốn sách này. Đây là một chủ đề thú vị và hữu ích, vì vậy tôi muốn giúp bạn tạo ra bản thảo để bạn có thể hoàn thành cuốn sách này. Ra luôn được cái mục lục luôn này, thấy chưa? Đây nhá, đầu tiên là giới thiệu nhá. Giới thiệu về chủ đề cuốn sách này, lý do tại sao chính xác vân tay là công cụ quan trọng để hiểu bản tính và tiềm năng của con này, mục đích của cuốn sách này, được chưa? Rồi, bản tính tiềm năng bẩm sinh của con này, sự quan trọng của việc hiểu bản tính và tiềm năng bản sinh của con này, đọc vân tay trên đầu ngón tay của con để khám phá tiềm năng bẩm sinh của con này, giải thích ý nghĩa của từng đầu vân tay trên đầu ngón tay của con này, được chưa? Định hướng giúp con thành công với sinh trắc vân tay này, bản đồ đầu ngón tay cho sứ mệnh và mục tiêu cuộc sống này, các cái gì đấy, sứ mệnh của con này, đấy, trường dịch vụ và các dấu hiệu cho sứ mệnh của con này. Cái này nếu mà mình viết bằng tiếng Anh nó sẽ chuẩn hơn nhé, thì viết bằng tiếng Việt nó sẽ hơi khó một chút, bởi vì là những có những cái thuật ngữ ấy, nó dịch sang tiếng Việt nó không chuẩn. Ví dụ ở đây nó là lều mang sứ nghĩa mệnh của con, hoặc là trường dịch vụ sứ mệnh của con, là đôi khi là nó không chuẩn lắm, được chưa? Chút nữa Huy sẽ hướng dẫn anh chị em làm sao để mình tìm ra cái thuật ngữ gốc của nó. Nuôi dạy con thông minh hạnh phúc với sinh trắc vân tay này, các bài học trong cuộc sống của con và cách phát triển tối đa các bài học đó này, trường học cuộc sống của con và cách định hướng học tập giúp con hiệu quả này, tài năng và khả năng độc đáo của con và cách phát triển tối đa tài năng của đó này, con đường và mục tiêu trong cuộc sống của con này, cách khám phá và định hướng giúp con tìm ra được con đường phù hợp mục tiêu này, định hướng giúp con hoàn thành các mục tiêu và sứ mệnh của mình trong cuộc sống này, tóm tắt ý chính này, giới thiệu các bước tiếp theo để độc giả có thể áp dụng kiến thức từ cuốn sách vào thực tế này, được không? Nó sẽ bám theo cái nội dung của cuốn sách này để nó viết cho em cái cuốn sách là áp dụng cho con. Cuốn sách này thì nó chung chung, được không? Cuốn sách này nó viết cho tất cả mọi người, nhưng em dựa vào cuốn sách này em viết cho con thì nó là một trường ngách mà ông này ông chưa viết, đúng không? Đúng. Được không? Thế nó là của em thôi, nhưng mà ông này ông viết cho em, được không? Rồi. Đấy, cái chủ đề nó khoai nên là mình phải chơi cái kiểu này. Thế, mình gọi là cho ông ấy viết luôn. Rồi nhá. Đấy, thế thì việc của mình nó làm gì? Đấy, đầu tiên là tắt bớt mấy cái slide này đi. Đấy, mình đầu tiên là mình thấy là ưng ý rồi nhá. Thì việc của mình là như này. Đấy, đó là mình sẽ... Và nó là gì ạ? Dịch ra tiếng Anh cho tôi. Tại sao lại dịch ra tiếng Anh? Bởi vì những cái thuật toán, những cái thuật ngữ gốc ấy là đôi khi mình không hiểu. Đấy. Đây này. Your Child Mission Hot này. Nó là cái gì này? Service School nó là cái gì này? Đấy. Là đôi khi là mình không hiểu. Lều nhiệm vụ, túp lều nhiệm vụ này. Đấy, túp lều nhiệm vụ với cả gì ạ? Service School and Sign. Đấy. Trường dịch vụ các dấu hiệu cho nhiệm vụ của con bạn này. Đấy, thì đôi khi là mình không hiểu cái chỗ này. Thế bây giờ mình bảo như này nhé. Mình dùng cái câu này. Mình chuyển sang tiếng Anh. Xong bắt đầu mình yêu cầu nó viết lại. Nào. Xem cái thuật ngữ ở cái đoạn đấy nó là như nào. Cái đấy là cái phần số... Hai xong. Phần số mấy nhỉ? Có hai rồi. Phần số 3 này. Khoảng phần số 3 này. Rồi, khoảng cái phần số 3 này.
Rồi. Xác định tài năng và khả năng độc đáo của con bằng bẩm sinh, học trên dấu vân tay, mẹ nuôi dưỡng tài năng của con bạn để đạt được thành công. Cái này nó là tương ứng với cả phần số mới đây. Phần số 3 cái cơ. Phần số 3 đúng không? Phần dịch vụ cơ. Rồi. Tương đương với phần số 3 này. Sinh trắc vân tay có thể giúp bạn xác định đường đời con như thế nào, lời khuyên để hướng dẫn con bạn để đạt được mục tiêu ước mơ của mình. Nó lại khác rồi, nó là cái tiêu đề nó lại khác rồi sao ấy. Đâu số ba, số ba mà. Số 3 nó lại ra khác. Các chiến lược nuôi dưỡng con, phát triển trí tuệ cảm xúc của con bạn, vai trò sinh trắc vân tay trong việc tăng cường sự phát triển của con bạn. Nó là nó khác rồi. Những thách thức phổ biến cha mẹ phải đối mặt để làm thế nào để vượt qua chúng, cách sử dụng sinh trắc vân tay để xác định điểm mạnh điểm yếu của con bạn để giải quyết mọi vấn đề. Đây này, cái này mới là cái phần mà tóm tắt điểm chính, lời khuyên cho mẹ áp dụng vào trong cuộc sống này, nó giống cái phần cuối rồi. Phần số 2 này, tầm quan trọng của việc hiểu tiềm năng và khái niệm cơ bản về sinh trắc học dấu vân tay và có thể giúp các bạn hiểu mình thông minh hơn, đọc đường vân tay để hiểu tiềm năng bản bẩm sinh này. Cái đoạn cái lều lều nó là cái gì nhỉ? Xác định tài năng độc đáo con bạn bẩm sinh bằng sinh trắc vân tay này, mẹ nuôi dưỡng tài năng của con bạn đã thành công. Đấy, như vậy là gì ạ? Là nếu như mà mình bảo nó viết bằng tiếng Anh ấy, thì thứ nhất ấy, anh chị em thấy là nó sẽ hay hơn, kể cả mình dịch lại từ tiếng Anh sang tiếng Việt ấy, nó sẽ vẫn hay hơn. Cho nên là gì ạ? Cuốn sách này mình sẽ viết bằng song ngữ. Được không không? Tưởng quá hay. Viết cuốn sách bằng song ngữ để cho cái người đọc họ sao ạ? Vừa học tiếng Anh lại vừa gì ạ? Lại vừa vừa hiểu con. Thứ nhất là viết bằng song ngữ, xuất bản sang gì ạ? À, xuất bản cho người Việt đọc. Cái thứ hai là làm một bản tiếng Anh xuất bản lên gì ạ? Amazon Kindle bán ở trên quốc tế. Được không không? Cạnh tranh với tác giả luôn à? Cạnh tranh với tác giả luôn. Hay quá thầy ơi. Ok nhé. Và ngày hôm nay em sẽ viết cho anh chị em cuốn sách bằng tiếng Anh và cuốn sách song ngữ luôn. Được không? Thế mình chơi, ăn chơi thế. Mặc dù mình không biết tiếng Anh nhưng mình vẫn có thể viết sách bằng tiếng Anh. Viết sách tiếng Việt mọi người đã kinh rồi đúng không? Mình viết sách bằng tiếng Anh còn kinh hơn. Rồi. Như vậy là đầu tiên là mình có cái outline cuốn sách này. Được chưa? Bằng tiếng Anh nhá. Được chưa? Đấy, cái đoạn là introduction này. Đấy. Ok nhá. Rồi, bắt đầu nào. Rồi, bắt đầu, let's start. Được chưa? Đây là phần giới thiệu này. Nó cho mình luôn cái phần introduction này, introduction này, phần giới thiệu này. Được chưa? Đấy, phần giới thiệu này, lời giới thiệu này. Được chưa? Đấy, phần lời giới thiệu nó cho mình luôn này. Thế như vậy là gì ạ? À, như vậy là mình nhàn hơn rất là nhiều. Đúng không? Rồi. Bây giờ bắt đầu là mình nhé. Mình viết nha. Rồi. Tèn tèn có cái sườn rồi, bắt đầu là mình viết này. Đấy. Viết cái đoạn này vào. À đây, mình sang Google dịch nhá. Đấy. Rồi. Mình sẽ viết là hãy viết cho tôi nội dung phần hai chấm, đưa cái phần này vào. Được chưa? Đấy. Với giọng văn của Richard Unger. Đấy.
thuyết phục, đấy, hấp dẫn, độc đáo, đấy, bắt đầu bằng một câu chuyện thú vị, thấy chưa? Dài khoảng 500 từ. Đấy, mình bảo nó viết bằng tiếng Anh luôn nhá, nó mới chất. Rồi, ok nhá. Cái phần này nó là phần phần. Uấy, nó viết rồi này, thấy chưa? Nhanh chưa? Anh chị em thấy cái thằng Blood này nó chạy điên cuồng luôn. Úi trời ơi. Rồi. Đúng là đỉnh của chó. Đỉnh của chó chạy như gọi là gắn motor ấy. Rồi nhá. Rồi, mình đưa vào đây mình thử xem cái đoạn này nó viết thế nào. Ui, dài thế. Là một nhà phân tích dấu vân tay hơn 40 năm kinh nghiệm, tôi đã có vinh dự. Ok, không sao, không sao. Từ từ bình tĩnh. Cái đoạn này bình tĩnh nhá. Mình cái đoạn này bình tĩnh nhá. Cái đoạn này mình sẽ phải kiểm tra lại, mình sẽ điều chỉnh lại một chút, không sao. Đấy. Đấy. Ông này ông viết theo giọng văn của ông mà. Đúng mà, anh chị em thấy không? Mình bảo ông viết theo giọng văn của ông ấy, ông đúng giọng văn của ông ấy luôn. Đấy, mọi chuyện bắt đầu khi con gái tôi chào đời, giống như hầu hết những bậc cha mẹ khác, vợ chồng tôi vô cùng phấn khích và mong chờ khi đứa con đầu lòng chào đời. Nhưng khi con tôi lớn lên, cô ấy ở tiếng Anh nó là she, cô ấy lớn lên, chúng tôi nhận thấy rằng cô ấy là một tài năng âm nhạc bẩm sinh, dường như không tự nhiên mà có, là một nhà phân tích dấu vân tay. Tôi tò mò biết, muốn biết liệu vân tay của cô ấy hay là của con tôi có thể cung cấp bất kỳ manh mối nào về tài năng và tiềm năng của nó hay không. Vì vậy tôi bắt đầu nghiên cứu dấu vân tay của con và nhanh chóng nhận ra rằng có mối tương tác trực tiếp giữa các đường vân tay trên đầu ngón tay và năng khiếu âm nhạc bẩm sinh của nó. Đôi lúc tôi nhận ra mỗi đứa trẻ đều có một bộ dấu vân tay riêng và có thể tiết lộ tài năng, tiềm năng bẩm sinh của chúng. Nhận thức này đã thôi thúc tôi viết cuốn sách Khám phá tiềm năng bẩm sinh và hướng đến thành công bằng sinh trắc vân tay. Mục đích của cuốn sách này là giúp cho các bậc cha mẹ hiểu được sức mạnh của sinh trắc vân tay và cách sử dụng nó để hướng dẫn sự phát triển cho con. Thông qua việc sử dụng phân tích dấu vân tay, cha mẹ có thể hiểu rõ hơn về khả năng, tài năng và mục đích sống độc đáo của con mình. Kiến thức này có thể được sử dụng để hướng dẫn các lựa chọn giáo dục và nghề nghiệp cho con em họ, giúp chúng vượt qua những thử thách, trở ngại và cuối cùng dẫn chúng đến một cuộc sống thành công và viên mãn. Một trong những mục tiêu của cuốn sách này là cung cấp cho các bậc cha mẹ những công cụ và kỹ thuật thiết thực để sử dụng phân tích dấu vân tay nhằm khai mở toàn bộ tiềm năng cho con của họ. Điều này bao gồm việc hiểu các đường nét hoa văn khác nhau trên đầu ngón tay và cách chúng liên quan đến các đặc điểm và khả năng tính cách khác nhau. Bằng cách đọc dấu vân tay của con mình, cha mẹ có thể hiểu sâu hơn về điểm mạnh, điểm yếu, tính cách tổng thể của con mình. Một khía cạnh quan trọng khác của cuốn sách này là giúp các bậc cha mẹ vượt qua những thách thức thường gặp khi nuôi dạy một đứa trẻ, cho dù đó là giải quyết các khó khăn trong học tập, các vấn đề về hành vi hay các thách thức khác. Phân tích dấu vân tay có thể là một công cụ mạnh mẽ để xác định nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, phát triển các giải pháp hiệu quả. Cuối cùng, tôi hy vọng rằng cuốn sách này có thể giúp các bậc cha mẹ nhận ra tiềm năng đáng kinh ngạc của con mình, đồng thời cung cấp cho họ những công cụ và kiến thức cần thiết để giúp con đạt được những thành công và hạnh phúc trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Tôi thực sự tin rằng sinh trắc học dấu vân tay có thể thay đổi cuộc chơi cho cha mẹ và con cái của họ. Tôi rất vui được chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của mình với bạn. Wow, anh chị em thấy sao ạ? Đỉnh không? Đỉnh. Đỉnh không? Cái đoạn này thì mình gì ạ? Mình sửa lại một chút thôi, đúng không? À, cái đoạn này là gì ạ? À, mình bỏ cái đoạn này đi. À, em có con không? Dạ có. Mấy đứa? Một ạ. Một đứa, con trai con gái? Con trai ạ. Con trai, ok. Thì mình đổi ở đây là daughter, mình đổi ở đây là son. Từ khi con tôi sinh ra, giống hầu hết những bậc cha mẹ khác, vợ chồng tôi vô cùng phấn khích
mong chờ đứa con chào đời, đúng không? Nhưng mà khi mà he, không phải she nữa mà đổi thành he, có một đặc điểm tương đồng là bạn ấy cũng thông minh về âm nhạc. Hay quá. Âm nhạc và nội tâm và tương tác. Rồi. Thế tuyệt vời quá. Thích ca hát, rất thích ca hát. Hay quá. Như vậy là có điểm chung rồi, đúng không? Nhưng mà mình chỉ cần đổi tên là gì ạ? Đổi he thành đổi h, she thành he, đổi her thành his. Thế là gì ạ? Thế là à, nó ra ngày khác ngày. Đấy. Ừ. Cái từ dịch cái từ anh ấy thì lúc mà mình chuyển sang tiếng Việt ấy, mình sẽ phải chuyển khi mà con tôi, đúng không ạ? Đấy, khi mà con tôi lớn lên, bởi vì tiếng Anh tiếng Việt nó hơi khác một chút thì cái này mình sẽ phải điều chỉnh một chút, nhưng về cơ bản cái này nó không khó. Ok không? Đấy. Nhá. Rồi. Đấy, đầu tiên đó là gì ạ? Là mình có một cái bản tiếng Anh, sau đó mình sẽ dịch sang tiếng Việt. Và dịch sang tiếng Việt thì mình sẽ dịch, hướng dẫn anh chị em cách để mình dịch toàn bộ cái cuốn sách tiếng Anh sang tiếng Việt chỉ trong vòng một cái click thôi. Là anh chị em có thể dịch được toàn bộ cuốn sách luôn nhá, với chất lượng 99%. Sau đó thì mình sẽ phải ngồi mình tinh chỉnh một chút, thì cuốn sách về tiếng Việt của mình là sẽ rất là ok. Rồi. Tiếp theo này, như vậy là mình xong được cái phần đầu tiên nhá. Được chưa ạ? Rồi. Mình mở một cái tài liệu Google Doc đây này. Đấy. Xong đầu mình dán cái đoạn đầu tiên, đấy là cái outline của mình đã. Nha. Mình dán cái outline vào. Rồi. Mình dán thêm cái nữa, đấy là gì ạ? Lời giới thiệu vào. Được chưa? Đấy, mình cứ dán hết vào đi, xong rồi mình điều chỉnh sau. Được chưa? Cái đoạn này là cái đoạn đầu tiên này. Cái đoạn đầu tiên này. Mình dán vào đây. Nha. Cái lời giới thiệu này mình cho lên đầu. Đấy ạ. Bây giờ bắt đầu mình viết là cái đoạn là gì ạ? Introduction này. Được chưa? Đấy, nhưng mà cái đoạn này là mình bỏ cái phần này đi thôi, bỏ cái phần đầu này đi. Đấy. Rồi. Tiếp theo này. Đến cái đoạn này nhá. Thì việc của mình là gì? Là gì ạ? Copy cái này. Copy cái đoạn này. Xong rồi gì ạ? Chỉnh sửa cái đoạn này. Đấy. Bây giờ ấy là mình không để Richard under voice nữa, mà mình sẽ nói là một chuyên gia. Chuyên gia về sinh chắc vân tay. Đó. Tức là gì ạ? With chuyên gia về sinh chắc vân tay voice. Được chưa ạ? Tức là viết bằng một cái giọng văn của một chuyên gia về sinh chắc vân tay. Nó không phải là ông Ang nữa. Để làm gì ạ? Để thứ nhất, đấy là nó thay đổi cái giọng văn một chút, nó đỡ nhàm. Cái thứ hai nữa là nó tránh những cái câu chuyện cá nhân của ông ấy. Ông bảo là tôi 40 năm rồi là mình chết luôn. Đấy, mà mình không đi dò được từng chỗ một, nó bị sót là cũng nguy hiểm. Cho nên mình để là gì ạ? Là chuyên gia thôi, nó chung chung. Ok không? Đấy, còn những cái khác thì mình vẫn có thể viết ấy vào. Đấy. Đấy, cái đoạn này là sự quan trọng cái việc hiểu cái con của mình. Thì mình cho nó viết là 300 từ thôi. Đấy, cho nó ngắn, không dài quá mình lại mệt. Rồi. Enter. Rồi.
bắn như tên thì công nhận. Nên cái thằng Blur này sướng thật anh chị em ạ, tiết kiệm bao thời gian. Đây là Huy test cho anh chị em một cái bản gọi là bản miễn phí nhá. Đây là bản miễn phí nhá. Đấy, mình cũng đưa vào một cái đoạn này. Mình thử nó bảo này nó đưa ra cái ấy. Đấy. Đấy. Thằng nào cũng làm cho tới. Đấy. Thì nó cũng cái thời giờ này là nó cũng giờ là cũng nhanh đấy. Đấy, giờ này là đang nhanh. Nó giờ mà hôm trước hôm qua Huy làm ấy, nó chậm dã man luôn. À, thêm một cái điều nữa bí mật anh chị em này. Viết bằng tiếng Anh bao giờ cũng nhanh hơn tiếng Việt. Đúng. Viết bằng tiếng Anh bao giờ nhanh hơn tiếng Việt. Đây là một cái bí kíp nhá. Bây giờ Huy bảo nó viết bằng tiếng Việt, anh chị em sẽ thấy là nó dặn ra hơi bị lâu luôn. Lâu hơn là tiếng Anh. Đấy, anh chị em thấy không ạ? Tốc độ nó chậm đi hẳn. Anh chị em thấy điều không ạ? Thấy thấy nó vừa vừa viết nó phải vừa nghĩ không ạ? Bởi vì sao ạ? Nó phải viết bằng tiếng Anh, sau đó nó phải dịch sang tiếng Việt. Đấy. Nhá. Anh chị em thấy nó chậm không ạ? Thấy chậm hơn hẳn đi không ạ? Đó. Đấy là lý do tại sao mà mình viết bằng tiếng Anh xong mình dịch sang tiếng Việt. Đó. Còn vẫn là cái câu tiếng Việt này nhé, mình yêu cầu bên chat GPT này nhé, thì nó vẫn sẽ nhanh hơn, cái tốc độ nó nhanh hơn. Anh chị em thấy không ạ? Chat GPT Plus viết tiếng Việt vẫn nhanh hơn rất nhiều so với cả gì ạ? So với cả tiếng Anh của bên kia luôn, chứ đừng nói là tiếng Việt ở bên kia. Đấy. Thằng này vẫn đang viết anh chị em nhé, thằng này vẫn đang viết, còn thằng này sau rất nhiều và chuẩn bị xong rồi. Đấy. Tiếng Việt thì nó bị một cái nữa, đấy là nó rất hay bị đứt giữa chừng nha. Tiếng Việt rất hay bị đứt giữa chừng. Còn tiếng Anh thì ít bị đứt hơn. Đó. Đó, thằng này xong rồi. Thằng này vẫn chưa xong. Anh chị em thấy không ạ? Thằng kia nó gọi là xuất phát sợ sau rất là nhiều, nhưng mà gì ạ? Nhưng mà lại xong trước. Thằng này xuất phát trước rất là nhiều. Đấy, tức là viết được gọi là một nửa rồi. Thằng này viết được một nửa rồi, thằng kia mới bắt đầu viết. Thế mà thằng kia lại xong trước. Anh chị em thấy không ạ? Rồi. Vẫn đang viết. Câu lệnh giống hệt nhau. Vẫn đang viết chưa xong. Ok nhá. Rồi. Đấy là ví dụ thôi. Được chưa ạ? Độ dài tương đương nhau đấy. Rồi nhá, cái đoạn này là gì ạ? Mình lại copy vào. Copy vào đâu ạ? Copy vào đây. Được chưa? Rồi. Xong rồi mình lại copy cái đoạn này. Được chưa? Dán nó xuống đây. Xong rồi copy cái câu lệnh này. Dán vào đây. Rồi. Thay cái từ trong ngoặc kép này bằng cái đoạn này. Được chưa? Nhấn Enter. Uầy, đã viết gần xong rồi này. Rồi, việc của mình là gì ạ? Lại copy vào. Đấy, nhưng mà mình copy từ đoạn sau này thôi. Nha, để tránh cái phần nó giống nhau. Đó. Rồi. Phần 2 này. Hiểu về cái tiềm năng này, mình lại copy cái đoạn này. Thấy chưa? Mình copy cái đoạn này.
dán vào đây. Vẫn cộng cái này. Đấy. Cái công việc này nó hơi nhàm chán một tí anh chị em nhé. Mình hơi phải mất công một tí cái đoạn này. Bắt đầu đến phần nội dung ấy là mình sẽ hơi nhàm một tí. Đấy, chỉ có việc copy thôi. Nói chung là viết sách nó vất vả lắm, mình cứ phải copy paste này thôi. Mệt lắm. Đấy, không đơn giản đâu. Ôi, cứ copy paste thôi. Được không ạ? Đấy, cái chỗ này mình thay đổi đi một tí, được chưa? Đấy, mình bỏ cái thằng void này đi. Mình bảo nó viết thôi. Đấy. Và viết theo đấy, chỗ này mình bỏ cái câu chuyện đi. Mình bảo là gì ạ? À, cho tôi ví dụ thực tế, cho tôi ví dụ thực tế. Được chưa? Đấy. Get me a real exam. Đấy. Được chưa? Đấy, xong mình nhấn enter. Thế là gì ạ? Nó có ví dụ ở trong đấy luôn, được không? Nó không chỉ lý thuyết nữa mà nó còn ví dụ luôn. Đấy, được chưa? Nó có ví dụ luôn. Sau đó mình lại copy cái thằng này. Mình lại dán vào đây. Mình lại dán vào đây. Được chưa? Rồi. Đấy, tiếp theo đến phần sau này. Ừ, xong mình lại copy cái phần này. Được chưa? Chuyển sang đây. Đấy. Vào đây. Thế là xong. Lại ra một cái bản mới. Đấy. Ôi. Chạy như ngựa luôn. Rồi. Được chưa? Rồi, mình lại dán vào đây. Rồi. Xong bắt đầu mình lại copy cái thằng này. Copy cái thằng này. Đấy, xong lại copy cái đoạn tiếp theo, mình bảo nó viết cái đoạn tiếp theo. Dán vào cái đoạn hai chấm này. Cái này dễ chưa? Bắt đầu thấy dễ chưa? Nó chỉ có copy paste thôi, viết sách chỉ có copy paste thôi. Xong rồi lại copy cái đoạn này. Rồi, copy cái đoạn này. Mình lại dán vào đây. Đấy, như vậy là gì ạ? Là Huy đã viết xong cái chương số 1. Chương số 1. Đấy, cái chương 2 nó nằm đâu nhỉ? Sao nhảy sang chương 3 rồi? Chương 1 nhảy chương 3 là sao nhỉ? Em có thấy cái chương 2 mà anh? Có không? Nhanh quá, có thấy. À, để cái introduction nó nằm chỗ này, cái chương 2. Đây, đây, chương 2 đây. Understand đây. À. Như vậy là gì ạ? Mình đã viết xong chương 1 và chương 2 của cuốn sách này. Được chưa ạ? Viết xong chương 1, chương 2 rồi. Đây là mình đặt 500, 300 từ cho nó ngắn ấy. Đây là mình có thể đặt 500 từ hoặc 1.000 từ thì nó sẽ dài hơn anh chị em nhé. Nó sẽ có cách để nó viết, anh chị em cứ yên tâm. Nó còn chương 3, chương 4, chương 5 nữa. Được chưa? Chương 6, chương 7 nữa. Thì bây giờ nhé, ví dụ coi như anh chị em đã copy paste thành công cả cuốn sách này rồi nhé. Cái việc mà copy paste như vừa rồi anh chị em thấy nó dễ không ạ? Dễ đúng không ạ? Đúng không? Mình coi như là mình đã làm xong rồi nhé. Bây giờ Huy hướng dẫn anh chị em cách để mà lên cái gì ạ? À, chỉnh sửa chi tiết cái cuốn sách này nhé. Đấy. Đầu tiên là mình vào đây này. Mình Ctrl A nhé. Nhấn Ctrl A để mình gì ạ? Xóa toàn bộ cái định dạng cũ của nó đi. Được chưa ạ? Xóa toàn bộ định dạng cũ của nó đi. Để làm gì ạ? Để mình định dạng lại mới hoàn toàn luôn. Được chưa ạ? Sau đó mình định dạng lại, mình có thể chọn một cái phông chữ nào đó mà mình muốn. Arial là một cái phông chữ rất là phổ biến. Ngoài ra chúng ta có thể chọn rất nhiều các phông chữ khác nhau. Ví dụ như là Roboto chẳng hạn. Đấy, ví dụ như là mình chọn cái phông chữ này. Đấy. Chữ thì mình nên đặt to ra.
Đấy, đọc cho nó dễ nhìn. Đa phần là anh chị em hiện nay là gọi là đều mắt cận cả. Ừ. Rồi. Để căn lề hai bên thì nó sẽ giống cuốn sách bình thường luôn. Cái thứ hai là gì ạ? Để cách dòng 1.5. Để làm gì ạ? Được nhiều trang và cũng dễ đọc hơn. Ơi. Vào đúng không ạ? Em Vâng. xin cái bình này lên đứng nước. Vâng. Đấy. Như vậy là mình đã dàn trang xong nhé. Mình dàn trang xong nhé. Được chưa? Bây giờ đến cái đoạn là làm mục lục này. Được chưa? Làm mục lục nhé. Thì những cái tiêu đề như này này, mình nhấn vào phần văn bản này, kiểu văn bản này, được chưa? Mình chọn nó là tiêu đề số 1. Tiêu đề số 1. Đấy, mình nhấn cái phần B này cho nó in đậm lên này. Được chưa ạ? Đấy. Những cái thằng này ấy, đây. Những cái thằng này thì mình cho nó là tiêu đề số 2. Được chưa? Xong nhấn gì ạ? Nhấn B lên cho nó in đậm lên. Đó. Những cái dấu chấm này này thì mình có thể cho nó là 1 1.1 đi. Được chưa? Sau đó mình cũng gì ạ? Mình cũng cho nó thành tiêu đề số 2. Thằng này tiêu đề số 2, thằng này tiêu đề số 3. Được chưa? Sau mình cũng cho nó là gì ạ? In đậm lên. Được chưa? Đấy. Những cái dấu chấm này này mình cho thành hết là gì ạ? Là 1.2. Được chưa? Đấy, mình bôi toàn bộ chỗ này xong mình chọn là tiêu đề số 3. Mình cho cái B này lên cho nó đậm lên. Được chưa? Sang cái phần này nó là phần số 2 thì mình cho là tiêu đề 2. Cho đậm lên. Được chưa? Đấy, những cái dấu chấm này này. Đấy, mình cho là 2.1 ví dụ thế. Xong chọn toàn bộ này, chọn này, áp dụng là tiêu đề số 3. Cái này tiêu đề 2 thì cái này là tiêu đề 3. Cũng cho nó đậm lên. Được chưa? Ctrl B để cho nó đậm lên. Đấy, tất cả những cái này mình chọn là tiêu đề 2. Đấy, mình cho nó gì ạ? Làm tiêu đề số 3, Ctrl B cho nó đậm lên. Được chưa? Rồi, cái này thì nó là gì ạ? 2.3. Đấy. Cho là tiêu đề 3, Ctrl B nó đậm lên, được chưa? Rồi, sang cái số 3 này. Cái số 3 này thì mình nó là gì ạ? Nó là tiêu đề, chọn lại tiêu đề 2, đậm lên. Đấy. Cái này nó là 3.1. Đấy. Nó là tiêu đề 3, đậm lên. Được chưa ạ? Cái này là 3.2. Đấy, xong đó là gì ạ? Nó là tiêu đề 3 cho đậm lên. Đấy, 4 thì nó là tiêu đề 2 cho đậm lên. Đấy, xong đâu? 4.1. Đúng không ạ? Đấy, tiêu đề 3 cho đậm lên. Đấy. 4.2. Ừ. Tiêu đề 3 cho đậm lên. Đấy. Xong là thằng này là thằng số 5. Thằng số 5 là tiêu đề 2 cho đậm lên. Đấy. Xong đó là gì ạ? 5.1. Ừ. Tiêu đề 2 là tiêu đề 3 cho đậm lên. 5.2. Đấy. Cho thành tiêu đề 3. Tiêu đề 3 là Ctrl An 3 nhé. Ctrl An với số 3 này. Được chưa lại? Ctrl B này. Đấy, thì mình sẽ làm cho nhanh hơn. Cái này Ctrl 2 này, Ctrl B này. Anh chị em thấy không ạ? Nó sẽ tốc độ của mình sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Đúng không ạ? Đấy. Đấy. Ví dụ cái này thì mình lại copy vào này. Đấy, xong Ctrl An 2 này. Đấy, à chết, quên. Bôi đen cả cái này nhé, Ctrl An 2 này. Đấy, xong Ctrl B này. À đâu, cái này là Ctrl An 3 chứ. Được chưa ạ? Đấy. Được chưa ạ? Đấy. Chọn cái này này. Ctrl An là số 3 này. Là tiêu đề 3 này. Ctrl B là cho nó ấy lên này.
Đấy, cái thằng này là Control An 2 này, Control B này, đúng chưa ạ? Đấy. Đấy, thằng này là 7.1 này, đúng chưa ạ? Đấy. Copy vào này, Control An 3 này, Control B này. Đấy. 7.2 này. Đấy. Control An 3 này, Control B này. Được chưa ạ? Như vậy là mình đã xong được cái phần mà gì ạ? Là làm cho nó cái tiêu đề nó nổi bật lên. Đấy, và bây giờ mình muốn có cái gọi là mục lục nhá. Mình nhấn Control Enter một phát thì nó sẽ nhảy toàn bộ cái này xuống dưới. Ở chỗ này mình sẽ ghi là gì ạ? Là mục lục. Mục lục này. Đấy. Được chưa? Đấy, mình nhấn vào chèn này. Nhấn vào phần chèn nhá. Được chưa? Sau đó mình chọn xuống dưới cùng vào phần mục lục này. Sau mình chọn ở đây này. Ra đây này. Đấy, văn bản thuần túy này hoặc là đường liên kết này. Đấy. Nếu mà đường liên kết thì sao ạ? Mình nhấn phát nó gì ạ? Nó về tận ấy luôn. Nó về tận cái vị trí của mình luôn. Được chưa ạ? Nhưng ở đây là mình viết sách giấy. Đấy, sách giấy thì mình gì ạ? Nhấn vào chèn này, chọn mục lục này, mình cho vào văn bản thuần túy này. Thế là xong cái mục lục của anh chị em. Anh chị em thấy dễ không? Nha. Đấy, thì cái này mình chọn cái mục lục này. Đấy, xong mình cho cái phông chữ nó to lên một tí. Đấy. Đấy. Ok chưa? Như vậy anh chị em xong cái mục lục. Và cái này hơi to quá rồi. Hơi to quá rồi. Đấy, mình cho nó vừa vào một trang thôi. Được chưa? Ok không ạ? Như vậy là mình xong cái mục lục nhá. Xong cái mục lục và xong chương 1 và chương 2 nhá. Chương 3, chương 4, chương 5 thì anh chị em mình làm tương tự như vậy, không có gì khó hết. Được chưa ạ? Và bây giờ ấy là mình có thay đổi vị trí của các cái thằng này thì cái số trang ở đây này nó sẽ tự động nó thay đổi cho anh chị em, cho anh chị em không cần phải quan tâm cái việc là cái số trang đây nó có khớp không. Ví dụ như này Huy nói nhá, là cái tiêu đề 1.1 này nó đang ở trang số mấy ạ? Trang số 4 đúng không ạ? Đây này, cái thằng 1.1 này nó đang ở trang số 4 đúng không ạ? Bây giờ Huy sẽ chuyển nó sang trang số 5. Đặt con chuột vào đây, nhấn Control Enter một phát nó nhảy sang đầu trang số 5 luôn. Để làm gì ạ? Để mình câu, mình có nhiều trang ấy. Cái chỗ này mình là gì ạ? Mình lại cho cái hình ảnh vào đấy, đúng không? Đấy, nó được nhiều trang mà người ta đọc người ta đỡ mệt. Và bây giờ cái mục lục nó tự động nhảy sang trang số 5 luôn anh chị em ạ. À, nó chưa nhảy thì mình gì ạ? Mình nhấn vào cập nhật mục lục này, nhấn vào cập nhật mục lục này thì nó nhảy ra cái trang số 5. Anh chị em thấy không? Đấy, ok không ạ? Ok đoạn này chưa? Đến đoạn này ok chưa? Comment là ok phát nào. Đoạn này ok chưa? Comment ok phát nào. Ok nhá. Như vậy là anh chị em thấy không ạ? Là viết sách có khó không ạ? Là cái đoạn copy paste cái chương mấy chương sau thì nó chỉ là tay to thôi nhá, không cần phải suy nghĩ gì đâu, anh chị em cứ thế mà làm thôi. Được chưa ạ? Rồi. Bây giờ Huy sẽ hướng dẫn anh chị em này. Có hai cái việc. Việc đầu tiên ấy, đó là mình phải làm một cái tiêu đề sách. À, mình làm một cái cover sách, cái bìa sách nhé. Thì Huy hướng dẫn anh chị em sử dụng cái Canva này. Anh chị em vào Canva nhé. À, trước khi vào Canva ấy, thì anh chị em phải có một cái hình ảnh độc đáo. Anh chị em phải có cái hình ảnh độc đáo. Thì cách để làm hình ảnh độc đáo thì rất là hay. Cách đầu tiên đó là anh chị em vào cái trang này, lesica.art. Lesica.art này. Đó. Thì trang này nó đã có rất nhiều các hình ảnh được tạo bởi AI, do người khác tạo. Và ở trên này là free hoàn toàn, cho nên anh chị em có thể sử dụng. Bây giờ mình sẽ chọn cái tiêu đề cuốn sách của mình là gì ạ? Là sinh chắc. Sinh chắc vân tay. À, mình phải hỏi bằng tiếng Anh. Đấy. Sinh chắc
xin chắc vân tay này. Đấy. Xong đến là gì ạ? À, nuôi dạy con này. Đấy. Rồi là trẻ con này. Đấy. Bố mẹ này. Gia đình này, những cái từ khóa đúng không? Thành công này. Đấy. Rồi vân tay này. Mình đưa ra những cái từ khóa anh chị em nhá. Đưa ra những từ khóa để mình tìm kiếm được cái hình ảnh nó phù hợp nhá. Đấy, xong mình copy. Đầu tiên là mình xem là nó coi như là mình có một cái câu lệnh, anh chị em tưởng tượng này, coi như mình có câu lệnh và thằng AI nó sẽ tạo ra cho mình. Nhưng nếu mà mình tự tạo ra câu lệnh ấy, thì nó sẽ ra rất ít được phiên bản. Nhưng anh chị em tìm ở đây ấy, thì anh chị em có một lúc anh chị em sẽ có được rất nhiều những cái phiên bản khác nhau. Được chưa? Đấy, trẻ em này, gia đình này, hạnh phúc này, kiểu vậy nhá. Đấy. Và nó sẽ rất là độc đáo. Anh chị em thấy không? Có rất nhiều những cái hình ảnh ở đây mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng để mà trở thành cái tiêu đề, cái hình ảnh cuốn sách của mình. Đó. Ok. Đấy. Đấy. Rồi. Có vẻ nó chưa có cái về liên quan đến vân tay fingerprint. Chọn riêng cái fingerprint này xem nó có không. Ok, không có đúng không? Anh chị em tạo cái mới. Mình nhấn vào generate này. Được chưa? Mình dán những cái từ khóa của mình vào đây này. Được chưa? Mình nhấn generate này. Nó tạo cho mình cái hình ảnh mà chưa có thằng nào tạo trước đây, tức là hình ảnh độc đáo và duy nhất trên thế giới này, không có thằng nào trúng mình hết. Được không? Rồi, anh chị em thấy không ạ? Đấy. Có phải là hình ảnh bà mẹ với cả đứa trẻ không? Đúng không? Nhưng mà ở đây toàn thấy châu Phi thôi ấy. Đấy, bây giờ mình phải cho châu Á vào. ASEAN. Đã chết chưa? ASEAN. Hay là Việt Nam. Rise up. Finding. Xin chắc vân tay. Parent. Family. Success. Bỏ bớt đi những cái thứ không quan trọng. À, bố mẹ. Rồi. Việt Nam này, nó ra cái giống Việt Nam không? Đấy. Đấy, rồi mình chỉ chọn riêng cái fingerprint này với cả children đây. Hoặc là mình cho ảnh con trai của mình vào, độc đáo luôn, không nhỉ? Đấy, đây này. Nó bắt đầu giống rồi đấy. Việt Nam nó cho ra hình ảnh Việt Nam mất. Cho dấu vân tay và hình đứa trẻ. Đấy. Children nó phải đứa trẻ nó phải kêu một tí. Đấy, đây này. Ê, được không? Ok nhá. Nhìn nó có vẻ là độc đáo đấy. Đấy. Rồi, biến sạch này. Rồi, một cái nữa này. Xin chắc vân tay này. Rồi nhá, xong cái phần này nhá. Sau đó là mình vào Canva này, được chưa ạ? Mình chọn là Book Cover. Được chưa? Rồi. Nó sẽ có rất nhiều cái hình ảnh mẫu cho mình lựa chọn ở đây. Đấy.
thì mình có thể lựa chọn một cái hình ảnh nào đó. Đấy, ví dụ như là trẻ em này chẳng hạn. Đấy, hoặc là cái này. Đấy. Cái này thì nó lại giống sách cho trẻ con mất. Đấy, mình sách là sách dành cho người lớn. Đọc để hiểu về trẻ con nhưng mà nó phải là dành cho người lớn chứ không phải sách dành cho trẻ con, nó khác nhau. Cái thông điệp nó truyền đạt nó sẽ khác nhau nhé. Rồi, ok. Mình sẽ lựa chọn một cái cuốn sách nào đấy mà nó nhiều cái hình ảnh hơn một chút, độc đáo một chút. Đây, nó kiểu kiểu như này đi. Sử dụng cái thằng này. Rồi, xóa cái hình ảnh này đi. Sau đó là mình sẽ upload lên cái hình ảnh của mình. Đây. Đó. Upload cái hình ảnh của mình lên. Đấy, xong nhấn vào đây. Nó nhảy ra đây. Mình đưa vào mình sẽ điều chỉnh vào một cái. Thế là nó xong bìa cuốn sách. Thấy chưa? Đấy, thì chỗ này nó là gì ạ? Tiêu đề cuốn sách của mình là gì? Đấy, bổ miệng. Tiêu đề cuốn sách của mình là gì? Đây. Tiêu đề cuốn sách của mình đây 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 khám phá tiềm năng bẩm sinh đây đây, nhưng mà nó làm tiếng Anh kìa. Đây, Discovery này. Đúng không? Đó, thì mình quay trở lại là gì ạ? Mình quay trở lại thằng này nhé. Đấy, chỗ này nó hơi bị mờ rồi. Rồi, mình sẽ làm cho cái phần này nó có cái nền. Đó. Đó. Cái đoạn trên này ấy, đó là gì ạ? Fingerprint analysis. À đây. Discovery. Đấy. Cái đầu tiên là discovery. Mình cho cái nó xuống rồi. Đấy. Cho chữ màu khác đi. Màu trắng đi. Discovery. Tiềm năng của con. Đó, chữ 100 thôi. Chữ nhỏ nữa đi. Đấy, cho chữ màu trắng đi. Đấy, xong đến là gì ạ? Write cho try. Đấy. Dán vào đây. Chọn là 100. Phông chữ màu trắng. Đấy. Cho nhỏ nữa đi. Được chưa? To success with fingerprint. Đấy. Cái thằng này ấy, là mình sẽ phải chọn nó một cái đó. Được chưa?
Cái này mình có thể chuyển nó màu chữ màu đỏ cho hạn. Rồi. Tác giả ở đây nó là gì ạ? Bài là gì? Hồng Ruby. Hồng Ruby. Đấy. Đấy nó mới màu. Được chưa? Đây là tiêu đề sách tiếng Anh. Mình nhân bản thêm một cái nữa. Mình tạo ra cái tiêu đề sách tiếng Việt luôn. Đấy, đấy là gì ạ? Khám phá. Cái này gì ạ? Tiềm năng. Bẩm sinh. Đấy. Và định hướng. Định hướng con bạn. Đấy. Để đi đến thành công với sinh chắc vân tay. Đó. Cái chữ bẩm này nó bị sai này, mình sẽ đổi sang cái phông chữ khác nhá. Mình không dùng cái phông chữ này được, sang tiếng Việt nó bị sai này. Đấy, mình phải chuyển sang một cái phông chữ khác mà nó có thể đây, lấy tạm cái thằng này đi. Thằng này đấy, thì đại khái mình chuyển sang cái phông này cho nó dễ nhìn. Ok không? Phông Ruby thì thôi cứ để như này nhé. Đấy. Tác giả. Đấy, cái này mình cũng đổi cái phông đi. Được chưa? Đấy. Tác giả Hồng Ruby. Đấy. Đồng tác giả Nguyễn Quang Huy. Được không? Mình chỉ được làm đồng tác giả thôi. Đấy. Rồi. Đấy, trên này cũng cho đồng tác giả vào. Và đấy. Đấy, Nguyễn Quang Huy. Đấy. Ok chưa? Như vậy là mình xong cái bìa sách này gì ạ? Download xuống. Download này. Download xuống này. Rồi. Đấy vào đây. Đấy. Mình tìm ra cái này. Nó bị... Bị nhầm. Download cái này, download PDF rồi. Download xuống này. JPEG này. Download xuống này. Rồi. Bây giờ mình làm cái nữa nhá. Cái này hay lắm. Đấy.
mình vào home này. Đấy. Bên dưới này mình chọn cái phần này, Smart Mockup này. Chọn cái phần bên trái này này. Bên trái này, anh chị em thấy nha. Cái phần bên trái nhá, lưu ý phần bên trái này có phần Smart Mockup này, nhấn vào đây này. Thấy chưa ạ? Đấy, xong mình chọn là gì ạ? Đấy. Mình xem mình ở đây này. Nó có một số cái này này. Thấy chưa? Mình chọn đây này. Đấy. Xong đó là mình làm gì ạ? Mình select này. Đấy. Xong mình upload này. Mình upload hai cái file mình vừa mới làm xong này. Đấy. Thấy chưa? Xong bắt đầu là mình gì ạ? Cho nó vào này, chọn select này. Đấy. Mình điều chỉnh lại một chút. Ừ. Đấy, như vậy là chúng ta có một cái bìa sách ở trên tay. Đúng không ạ? Mình xếp nó xuống. Rồi. Ở đây còn rất nhiều những cái bìa sách dạng 3D như này cho anh chị em lựa chọn nha. Được không ạ? Trên tay, trên chân là có hết. Đấy, download này. Thế là mình có một cái bìa sách của mình chuẩn sang xịn mịn luôn. Được chưa? Đấy. Kiểu như thế, xong mình lại chọn select này. Đấy, xong rồi mình chọn là bản tiếng Anh này. Đấy, mình chọn select này. Đấy. À, cái bản này nó không phù hợp lắm nhé. Đây, lấy cái này đi. Chọn select này, chọn bản tiếng Anh này. Đấy, select này, chuẩn luôn, xếp không cần chỉnh gì luôn, chuẩn không cần chỉnh đó. Download này, dễ không anh chị em? Thấy dễ không? Dễ thì comment dễ phát này. Có làm gì đâu, có chỉ cần chọn phát nó ra luôn này, anh chị em thấy không ạ? Có phải làm gì đâu. Thấy dễ thì comment dễ phát này, được chưa? Đấy, rồi nha. Xong ở bên này nha. Ừ. Thì cuốn sách này nha, mình sẽ download nó về này. Tải xuống này. Mình có thể tải xuống dạng doc hoặc dạng PDF nha. Đấy, mình tải xuống dạng doc trước này. Được chưa? Thì tài liệu này đó là gì ạ? Khám phá tiềm năng bẩm sinh của con để định hướng thành công với sinh trắc vân tay. Đó. Đó. Được chưa? Bây giờ Huy sẽ hướng dẫn anh chị em này, đó là gì ạ? Dịch toàn bộ cái cuốn sách này sang tiếng Việt với chất lượng cực kỳ cao. Thì anh chị em nhớ là vẫn cái phần dịch này của mình nhá. Mình chọn cái phần gì ạ? Tài liệu này. Chọn phần tài liệu nhá. Được chưa ạ? Xong tìm tài liệu trên máy tính của bạn này, nhấn tìm tài liệu trên máy tính này. Được chưa ạ? Chọn vào cái cuốn sách mình vừa mới download này, nhấn open này. Được chưa ạ? Xong việc của mình là nhấn gì ạ? Dịch này. Được chưa? Đó. Nhấn dịch. Tải xuống bản dịch này. Đấy, chỗ này mình xem là bản Việt Nam này. Đấy, xong mình mở cái bản này lên này. Anh chị em đã có một cuốn sách viết bằng tiếng Việt với tất cả những cái gọi là căn chỉnh hoàn toàn đấy. Nói chung là không cần phải làm thêm cái điều gì hết. Nào, anh chị em thấy không? Tất cả những gì mình đã làm, những format mình làm được giữ lại toàn bộ nguyên si và nó bằng tiếng Việt và cứ thế này xuất bản thôi. Ok không ạ? Toàn bộ một cuốn sách tiếng Anh
được dịch sang tiếng Việt chỉ bằng một click chuột và cứ thế xuất bản, không cần phải chỉnh thêm bất kỳ điều gì. Anh chị em đã chỉnh một lần rồi, chuyển sang tiếng Việt automatic là gì ạ? Là tự động là ngon. Nào bây giờ anh chị em thử đọc xem là cuốn sách này có hay không. Rồi giới thiệu này. Cha mẹ nào cũng muốn con mình thành công và hạnh phúc, nhưng đôi khi thật khó để có thể biết cách để hỗ trợ cho đứa trẻ phát triển. Đúng không ạ? Đấy. Đấy. Giải thích mục đích của cuốn sách này. Đấy, được chưa? Đấy, tầm quan trọng của việc hiểu rõ tài năng bẩm sinh của con mình này. Đấy. Mỗi đứa trẻ sinh ra với bộ dấu hiệu vân tay duy nhất chứa đựng một vô số thông tin và khả năng bẩm sinh, đặc điểm tính cách và tiềm năng thành công của chúng. Bằng cách hiểu các mẫu và đường nét trên đầu ngón tay, cha mẹ sẽ hiểu rõ hơn về năng khiếu và tài năng độc đáo của con mình, đồng thời sử dụng kiến thức này để hướng dẫn sự phát triển của trẻ. Mỗi câu chuyện nổi bật trong tâm trí tôi là câu chuyện về một cậu bé có cha mẹ đang cố gắng hiểu tại sao cậu lại gặp khó khăn như vậy ở trường. Bất chấp những nỗ lực tốt nhất của họ, thì anh ấy, đây cái đoạn này là cái đoạn mình phải sửa này, thấy chưa? Tất cả cái đoạn anh ấy thì mình sẽ phải chuyển sang cái từ khác. Ví dụ như là con tôi vẫn bị tụt lại ở phía sau các bạn cùng lớp, và càng ngày càng trở nên thất vọng và buông thả. Anh chị em thấy không ạ? Nó có cái câu chuyện, nó có cái câu chuyện ở trong cái gì ạ? Trong cái cuốn sách của mình. Nó không chỉ là lý thuyết mà nó còn kể cái câu chuyện, đúng không ạ? Nó kể ra cái vấn đề. Đấy. Sau khi phân tích dấu vân tay của anh ấy, được chưa ạ? Thì chút nữa Huy sẽ hướng dẫn anh chị em là hướng dẫn luôn này. Mình nhấn là Ctrl H nhá. Ctrl F nhá. Đấy, Ctrl F này. Đấy. Không thì mình vào đây. Enable editing. Thầy. Thầy ơi, thầy chưa xem màn hình thầy ơi. Chưa xem à? Vâng. Thế mà không nói, phải nói chứ, trời ơi nãy giờ. Phải nói chứ. Bật mic lên không? Ôi giời, admin tắt mic mất rồi. Trời ơi, đến giờ. Admin ơi, nói từ nãy giờ không được này, chat cũng không. Bao nhiêu lời nhắn nè. Vừa nhắn tin trên máy nữa nè, thầy vừa nói, thầy vừa nhắn tin mà thầy không nghe. Admin để ý đi. Admin trong Zoom. Thầy ơi, cái này cái hình ảnh có bị bản quyền không thầy? Không bản quyền nhá. Hình ảnh này là độc nhất và không hề bị bản quyền, mình xuất bản toàn thế giới luôn, yên tâm nhá. Hình ảnh này do mình tự tạo ra mà. Làm gì có thằng nào có bản quyền với hình ảnh đấy. Mình là người có hình ảnh, mình có bản quyền mà. Đó. Cho nên là gì ạ? Hình ảnh này cực ngon luôn. Anh chị em nhìn thấy cái cuốn sách đã được dịch sang tiếng Việt chưa? Yes. Thấy chưa? Đây này, cuốn sách dịch sang tiếng Việt đây này. Thấy không? Một cuốn sách nguyên si sang tiếng Việt ngon lành luôn. Cái đoạn này mình viết sau nhá. Chiều nay Huy sẽ ngồi viết nốt cái phần này. Hoặc là gì ạ? Chuyển giao cho Hồng, Hồng viết nốt. Được không Hồng? Vâng ạ. Copy paste thôi. Đấy. Được chưa? Đấy. Rồi nha. Đấy, anh chị em đọc hai cực. Nhưng mà có một cái phần đấy là gì ạ? Là của cô ấy với anh ấy, là cái đoạn này nó đang bị lung tung nhá. Đấy, thì mình sẽ chuyển đổi một chút. Ví dụ như là con gái của tôi này, thì mình ghi là con trai nhá. Bởi vì là ở đây, ở bên dưới này. À đúng rồi, con gái đúng rồi. Thế thì mình sẽ có cái câu lệnh như này nhá. Mình chọn này, cô ấy này, cô ấy thì mình sẽ đổi thành cái gì? Mọi chuyện bắt đầu khi con gái tôi chào đầu rồi, rồi khác. Khi cô ấy lớn lên, khi con tôi lớn lên, hay khi bạn ấy lớn lên, thì mình đổi thành từ gì cho nó hay nè. Hồng ơi. Đổi thành từ gì? Khi bạn ấy lớn lên này, hay khi con tôi lớn lên. Con tôi nhá, cho nó dễ nhá. Con nhỏ. Khi con tôi nhá. Đấy. Relatable. Rồi. Bây giờ mình đọc lại này. Nhưng khi con tôi lớn lên, chúng tôi nhận thấy rằng con tôi có một tài năng bẩm sinh, nhưng không phải tự nhiên mà có. Một nhà phân tích dấu vân tay, tôi xin trách phân tích dấu vân tay. Tôi tò mò liệu biết dấu vân tay của con tôi, đấy của cô ấy, nó chuyển thành của con tôi rồi đấy, có thể cung cấp bất kỳ manh mối về tài năng của con tôi hay không.
Vì vậy tôi bắt đầu nghiên cứu dấu vân tay của con tôi và nhanh chóng nhận ra rằng có mối tương quan trực tiếp giữa các đường vân trên đầu ngón tay và năng khiếu bẩm sinh của con tôi. Đó là lúc gì ạ? Tôi nhận ra rằng mỗi đứa trẻ có bộ dấu vân tay riêng, tiết lộ tài năng bẩm sinh của chúng. Nhận thức này là viết cuốn sách. Đấy, ok không ạ? Rồi. Lập nhiều quá, lập từ con tôi nhiều quá. À đúng rồi, thế thì mình sẽ có thể một số cái ấy. Đấy, mình có thể đổi. Đấy, đấy mình sẽ đổi. Đấy, được chưa? Mình sẽ đổi là của bạn ấy, đúng không? Hoặc là bỏ đi. Đấy, được chưa? Bỏ cái phần này đi. Bỏ cái của này đi. Được chưa? Đấy, mình sẽ có những thứ mình bỏ đi. Đấy, cái tiềm năng của con tôi này thì mình bỏ đi. Nhưng khi con tôi lớn lên, chúng tôi nhận thấy rằng bỏ chữ con tôi có một cái tài năng đây liên tục trong một câu mà có tới 5 từ con tôi. Đúng nhưng rồi, khi con tôi lớn lên, chúng tôi nhận thấy rằng là dư chữ con tôi nè. Nhận thấy rằng cô bé đi, cô bé có một tài năng âm nhạc vẫn cô bé đi. Đấy, thì cái đoạn này là mình phải chỉnh một chút này. Cô bé. Đúng rồi, cô bé trai mà. Đây đang trên này con gái mà. Không, Hồng biết con trai thì Hồng sửa lại. Ừ. Thì đang sửa lại con trai mà. À, cái này con trai đúng không? À, con trai. Sửa lại con trai thì dưới này là sửa lại cậu bé. Khi con tôi lớn lên, chúng tôi nhận thấy rằng cậu bé có một tài năng âm nhạc bẩm sinh. Đúng chưa? Như không có bẩm sinh dường như cái này nó hơi bị lập nè. Bẩm sinh rồi bên này là dường như không tự nhiên mà có, nó hơi bị rối rối chỗ này. Thôi để tự sửa lại đi Hồng ơi. Rồi, cái này nha. Nó chỉ có một số cái đoạn, nó chỉ có một số cái đoạn là như này này, cái đoạn mà nó kể về cái nhân xưng ấy, bởi vì tất cả khi mà tiếng Anh ấy nó đều là his, là her, nó đều là có cái từ gọi là chủ, cái nó gọi là cái gì đấy, là chủ từ chủ ngữ gì đấy, tức là sở hữu, chủ sở hữu á, đúng không ạ? Cho nên là gì ạ? Tất cả nó đều có hết, cho nên là một vài cái đoạn là mình phải chỉnh, thấy chưa? Một vài đoạn là mình phải chỉnh, thì cái này là mình cũng lúc vừa đọc, mình vừa nghiên cứu, mình vừa chỉnh luôn. À, một số người bị lọc, bạn Huế à, lọc tiếng thì mình đừng để mic, mình chỉ bật mic khi nào mình cần nói thôi, còn không nói thì mình tắt mic đi nhá. Ok không ạ? Ở đây Huy hướng dẫn anh chị em cách để mà mình làm, còn chi tiết từng cái nội dung ấy là mình phải là cái người chuyên gia và mình phải là cái người chỉnh sửa, đúng không ạ? Đấy, thì tùy vào cái phần viết của mình, thực ra tùy vào cái năng lực của mình, thì cái đoạn chỉnh sửa này ấy, là mình bởi vì mình phải đọc lại. Đấy, mình phải đọc lại cuốn sách của mình nhá. Đó. Và mình cái này mình hoàn toàn có thể chỉnh sửa được nhá. Ok không ạ? Rồi, Huy hướng dẫn thêm cái điều nữa, đấy là chuyển toàn bộ cái này sang gì ạ? Sang PDF. Rất là dễ thôi, đúng không ạ? Đó là mình chuyển này, mình nhấn Save As này. Đấy ạ, mình nhấn Save As này. Đấy, sau đó mình chọn vào đây này. Đấy. Nó có rất nhiều các cái phần đây này, mình có thể chọn là gì ạ? PDF này. Đúng không ạ? Đấy, sau rồi mình xếp vào. Thế là nó gì ạ? Nó thành ra bản PDF luôn. Rồi. Đây, nó thành ra bản PDF này. Đó, anh chị em thấy không? Thế là nó ra bản PDF luôn. Đó. Đấy. Rất là nhanh. Đúng chưa? Mình có thể thêm hình ảnh vào đây. Ví dụ như là mình chọn một số cái hình ảnh ấy. À, mình thêm hình ảnh vào trong cái phần này của mình. Mình có thể thêm hình ảnh vào đây cho nó sinh động. Đấy, cũng từ cái hình ảnh mà mình làm ở trên này thôi. Đấy, từ những cái hình ảnh này thôi, được chưa? Đấy. Là mình có thể lấy những hình ảnh này vào. Đấy. Mình lưu vào. Sau đó mình sao ạ? À, mình cho chèn cái hình ảnh vào đây. Insert cái hình ảnh vào đây. Đấy. Được không ạ? Insert cái hình ảnh vào đây. Đây. Đấy. Sau mình crop nó đi một tí.
Đấy. Mình cắt nó đi một tí. Đấy. Thu nhỏ lại một tí. Đấy. Như vậy là gì ạ? Đấy, mình cho nó vào giữa. Đó. Như vậy là gì ạ? Là mình đã có một cái đoạn hình ảnh ở đây. Kiểu như vậy. Ok không? Đấy, như vậy nó có những cái hình ảnh minh họa nó sinh động nhá. Đấy. Rồi. Thêm một nữa đấy là mình dạ, mình đưa cái thằng bìa của mình vào đây nhá. Mình đưa cái bìa của mình vào đây. Cái này tắt đi. Đó. Mình xuất lại cái file. Mình xếp lại cái file PDF. Được chưa? Rồi, xuất lại cái file PDF. Được chưa? Rồi. Sau đó thì mình ghép với cả cái bìa của mình. Mình ghép cái bìa của mình thì mình nhấn vào phần là gì ạ? File này. Mình chọn ở đây là cái Foresheet PDF Editor nhá. Anh chị em lên trên mạng search cái thằng Foresheet PDF Editor nhá để mà có cái phần mà mình ấy nhá. Mình chỉnh sửa file PDF nhá. Thế mình có thể là gì ạ? Grid này, mình tạo là grid này. Đó. Sau đó là mình chọn combine file này. Đấy, mình chọn combine file này. Đấy, mình add file này. Mình add một cái hình ảnh là cái hình ảnh đầu tiên là cái cái cuốn sách của hình ảnh cuốn sách. Cái thứ hai đấy là gì ạ? Là cái file PDF này. Đó. Sau đó là mình nhấn là gì ạ? Nhấn chọn này. Đấy. Đó. Rồi, combine. Rồi. Choose page. Rồi. Đấy. Đấy. Rồi. Mình nhấn combine này. Nhấn combine này. Đấy. Như vậy là gì ạ? Nó ra cái cuốn sách. Mà nó có cái bìa luôn. Đấy, nó có cái bìa luôn này. Anh em thấy không ạ? Đấy. Một cái cách khác nữa, bởi vì nếu mà làm cái bìa này thì cái bìa nó rất là to. Đấy, thế là có một cái khác nữa. Đấy là mình gì ạ? Mình tạo ra một cái trang trắng này. Gì ạ? Mình tạo ra một cái trang trắng này nhá. Sau đó mình cũng gì ạ? Mình cũng tạo file PDF. Đấy. Combine file này. Chọn file này. Add này. Đấy ạ, chọn cái này. Và cái file doc này cũng được nhá. Đấy, được chưa? Nhấn vào combine file này. À không. À, mình sẽ chuyển sang cái PDF này. Rồi. Mình sẽ chuyển sang xếp lại sang PDF nhé. Rồi. Rồi. Xếp lại sang PDF này. Được không? Rồi. Sau đó thì mình sẽ vào PDF này. Đây. Thì nó có một cái trang trắng đầu tiên này. Nó vẫn như thế thôi. Nó có trang trắng đầu tiên này. Thì ở đây mình nhấn vào Edit này. Mình chọn phần Add Image này, chọn Form File này, mình chọn cái hình ảnh này vào này. Đấy. Sau đó làm gì ạ? Mình điều chỉnh lại kích thước cho nó phù hợp. Đâu rồi? Nha. Ừ.
nha. Rồi như vậy là đã có một cái cuốn sách với có cái gì ạ? Có cái bìa rồi, được chưa? Đấy. Như vậy là mình sẽ nhấn xếp vào. Đấy. Như vậy mà mình đã có một cái file. Có cái file PDF đây. Được chưa ạ? File PDF đây. Nha. Rồi, sau đó thì mình sẽ làm gì ạ? Mình sẽ up lên mạng nhé. Thì hướng dẫn anh chị em up lên mạng luôn. Đó là gì ạ? Vào cái Flip. Flipbookpdf.net. Cái này đúng nhỉ? À, anyflip.com nhờ. Anh chị em vào anyflip.com, nhấn vào quick upload này. Đúng không ạ? Đấy. À, login vào đã. Mình phải tạo tài khoản miễn phí anh chị em nhé. Tài khoản là miễn phí, không mất tiền. Được chưa ạ? Xong nhấn vào quick upload này. Đấy, sau đó là mình nhấn add new book này, upload file PDF này. Mình chọn cái file mình vừa mới tạo xong này, file tiếng Việt này. Ở chỗ này nó có tự động là gì ạ? Nó tự động ra tiếng Việt này. Được chưa ạ? Nó tự động add cái vào đây này. Được chưa? Đấy, catalog mình chọn một cái catalog nào đó. À, ví dụ như là book này, education này, keyword đấy là gì ạ? Là sinh chắc vân tay. Ví dụ thế. Để cũng được, không để cũng không sao nhá. Đó. Sau đó nhấn save and close này. Nhấn save này. Rồi, xong. Mình đã có xuất bản cuốn sách thành công. Đó. Ok chưa? Hả? Ok chưa? Được chưa? Đấy. Mình đã xong. Dễ không? Này là không thốt nên lời người.